Nguyễn Thanh Hoài là ai? Những ai đứng sau Nguyễn Thanh Hoài? Ông Nguyễn Thanh Hoài, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, người vừa bị bắt tạm giam liên quan đến vụ nâng điểm hơn 300 bài thi tại Hà Giang được đánh giá không quá nổi trội. Ngày 23 tháng 7, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1969, thành phố Hà Giang, Hà Giang, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang để phục vụ điều tra liên quan tới vụ nâng điểm thi hơn 300 bài thi tại tỉnh Hà Giang. Cụ thể, vào thời gian kể trên, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng với vị trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Nguyễn Thanh Hoài. Ông Hoài bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình Sự. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, ông Hoài được phân công là Phó trưởng ban chấm thi, trưởng ban thư ký hội đồng thi. Trước diễn biến này, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, nơi cư trú của ông Hoài cho biết, ông Hoài ở địa phương không phải là một người quá nổi bật. Gia đình ông Hoài ở địa phương từ trước đến nay không có điều tiếng gì, hết sức bình thường. Việc ông Hoài bị bắt, cá nhân tôi cũng như người dân Hà Giang hết sức ngỡ ngàng, vị lãnh đạo nói. Ở địa bàn cư trú, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Nguyễn Thanh Hoài được xác định là một người hài hòa trong giao tiếp với mọi người nhưng không quá nổi trội. Việc chấp hành pháp luật của ông này tại địa phương được thực hiện nghiêm túc. Về diễn biến vụ việc liên quan tới người đàn ông sinh năm 1969 này, trong báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang gửi tới Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang về tình hình tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang, tỉnh này đã xác định rõ sai phạm của ông Hoài cũng như cấp dưới Vũ Trọng Lương, Phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng. Cụ thể, quá trình tổ chức chấm thi trắc nghiệm bài thi đã xảy ra sự việc bất thường. Ngày 7 tháng 7, lãnh đạo hội đồng thi phát hiện Vũ Trọng Lương, Phó trưởng ban thư ký của hội đồng thi có hành vi di chuyển các hòm đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong cùng một số thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm của máy tính và hay máy quét bài thi về phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng thi. Trước tình hình trên, Chủ tịch Hội đồng thi đã chỉ đạo tổ chức thu hồi ngay các hồ sơ tài liệu thiết bị nêu trên về khu vực chấm thi và tiếp tục niêm phong lưu giữ theo chế độ bảo mật, đồng thời ban hành quyết định đình chỉ nhiệm vụ làm thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 đối với ông Vũ Trọng Lương. Công tác tổ chức chấm thi đối với các bài thi tự luận vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch. Toàn bộ sự việc bất thường trên đã được báo cáo về Ban Chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2018, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhãn niêm phong bài thi giả. Ngày 12 tháng 7, lãnh đạo Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang đã quyết định mở một hòm túi đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong, đang được lưu trữ tại trụ sở Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang để kiểm tra thực tế. Quá trình kiểm tra có sự chứng kiến của toàn bộ ban lãnh đạo hội đồng thi, đại diện đoàn thanh tra công tác chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, đại diện thành viên ban thư ký hội đồng thi và các cá nhân liên quan. Kết quả ghi nhận 5 trên tổng số 6 túi bài đựng bài thi trắc nghiệm trong hòm có nhãn niêm phong không phải là nhãn niêm phong do tổ xử lý bài thi trắc nghiệm ban chấm thi thực hiện khi bàn giao cho ban thư ký hội đồng thi. Toàn bộ quá trình mở hòm đựng túi bài thi đã được ghi nhận bằng biên bản có xác nhận của các thành viên chứng kiến và tham gia quá trình. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương điều tra vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm. Đơn vị này đã khởi tố hình sự vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Lương. Để phục vụ điều tra, ông Lương bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào ngày 20 tháng 7. Trở lại diễn biến tại Hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, căn cứ kết quả kiểm tra rà soát cơ hội nội bộ, Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài,
trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, phó trưởng ban chấm thi, trưởng ban thư ký hội đồng thi. Ông Hoài được xác định đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Lương. Việc làm này là trái với quy chế. 3 ngày sau khi bắt tạm giam Vũ Trọng Lương, công an tỉnh Hà Giang đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với ông Hoài để điều tra mở rộng vụ án. Cấp trên và cấp dưới đổ tội cho nhau. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang cho biết trong các cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hoài nói được ông Lương thuyết phục nên mới bàn giao chìa khóa. Còn ông Lương nói cấp trên trực tiếp là người chủ động đưa. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang Vũ Văn Sử chia sẻ, không cần điều tra cũng biết ông Hoài là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi cho ông Lương. Anh ý cầm chìa khóa thì còn chối đi đâu nữa. Vị giám đốc sở quả quyết và giải thích rằng nơi lưu giữ bài thi trắc nghiệm, bài thi tự luận ngay cạnh phòng công an. Theo nguyên tắc, nơi này phải được khóa bằng hai khóa. Trưởng ban chấm thi giữ một chìa, chìa còn lại giao cho trưởng ban thư ký. Khi chấm xong, ban chấm thi bàn giao toàn bộ hồ sơ, đồ vật liên quan cho ban thư ký để xử lý các bước tiếp theo. Tuy nhiên, khi nhận bàn giao, trưởng ban thư ký Nguyễn Thanh Hoài chỉ khóa một khóa rồi đưa chìa cho Vũ Trọng Lương. Hoài tự đưa chìa khóa cho Lương hay do Lương thuyết phục? Về câu hỏi này, ông Sử cho biết trong các cuộc họp do sở tổ chức, hai người này đổ trách nhiệm cho nhau. Hoài nói được Lương thuyết phục nên mới bàn giao, còn Lương nói được trưởng phòng khảo thí đưa chìa khóa. Nhưng lý do gì một người 49 tuổi, công tác 29 năm lại đưa chìa khóa cho cấp dưới? Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang đặt nghi vấn với Nguyễn Thanh Hoài. Với những vi phạm xảy ra, trước khi bị cơ quan điều tra khởi tố, ông Hoài đã bị đình chỉ nhiệm vụ liên quan đến kỳ thi. Mình đã làm việc nhiều lần, nhưng ông không nói được vì sao ông đưa chìa khóa, ông Vũ Văn Sử nói.